Hello mọi người, mình là Subel đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Sau video clip hôm trước, mình hướng dẫn cho các bạn sắp xếp 5 đảo quân hủy diệt kẻ địch trong vòng 15 giây trên Open Field. Có một số bạn nói là 5 đảo đó mạnh thật đấy, nhưng mà không khả thi lắm. Vì thứ nhất là tốn quá nhiều tượng cam và thời gian để lên được 5 đảo quân đó. Thứ hai là không tận dụng được những con tướng đã max skill có sẵn từ KVK2, KVK3. Nên hôm nay mình tiếp tục làm thêm một video clip này để hướng dẫn cho các bạn lựa chọn 5 đảo quân Open Field, vừa có thể kế thừa những vị tướng có sẵn ở trong KVK2, KVK3, mà sức mạnh của 5 đảo quân này cũng ở mức độ không phải dạng vừa đâu. Cặp thứ nhất đó chính là Quang Vũ kẹp với lại Alex. Đa số 90% người chơi game này đều đã có sẵn con Alex max skill rồi. Lên KVK mùa chinh phạt, chơi vòng quay, nuôi mát thêm con Quang Vũ nữa. Vậy là các bạn đã có một cặp đánh Open Field tương đối là mạnh. Theo mình đánh giá, Quang Vũ kẹp Alex còn xứng đáng để chơi hơn là Quang Vũ kẹp với lại con Leonidas nha. Mặc dù là con Alex không được trâu lắm, nhưng đam cực kỳ khủng, hơn hẳn con Quang Vũ kẹp với lại Leonidas. Quang Vũ kẹp với lại Leonidas chạy quá chậm, cực kỳ tù. Quang Vũ nổi tiếng với đam to, AOE, hình quạt và hiệu ứng câm lặng cực kỳ bá đạo. Còn con Alex có boost khiên, debuff AOE cực kỳ ngon. Đặc biệt khi các bạn có chiếc sừng thịnh nộ duy trì chu kỳ ra skill của con Quang Vũ là chu kỳ 6, thì khiên của con Alex hoàn toàn đủ thời gian để kích hoạt skill chuyên môn của con Quang Vũ, làm tăng thêm 15% sát thương kỹ năng cho skill đầu tiên của con Quang Vũ. Vì vậy các bạn phải max skill con Quang Vũ nha. Những bạn nào đã max skill Quang Vũ sẽ không hề phí chọc cam như một số bạn hay đồn thổi nhé, tại vì nó vẫn có tác dụng khi các bạn dùng con Quang Vũ kẹp với lại con Alex. Cặp thứ hai mà mình kiến nghị cho các bạn sử dụng đó chính là Charles Martel kẹp với lại con SCBO Prime. Đối với một số bạn có điều kiện đầu tư nạp tiền một chút, mua gói hàng ngày cùng với lại đua event thống đốc ở giai đoạn đầu game, dồn thêm một số lượng ít chọc cam nữa sẽ có thể max skill con CM này khá sớm. Còn như mình ở đây là mình chỉ dùng chì vàng thôi, nên là mình chưa max skill của con CM nha, từ từ mình sẽ max sau. CM vẫn là một con tướng tương đối là mạnh ở mùa chinh phạt. Cộng với việc có thêm boost bảo tàng tăng 25% tấn công và 5% sức mạnh bộ binh, bản thân trong bộ skill của con CM đã có 20% boost sức khỏe và 20% boost phòng thủ rồi, nên CM này được cộng chỉ số khá là cao ở giai đoạn mùa chinh phạt. Bản talent của con CM có cái táp phòng thủ sẽ giúp cho đạo quân khá là trâu. Con SCBO này cũng tương đối là trâu, nó có thêm một số boost tăng sức khỏe nè, rồi nó lại có tạo khiên, lại có giảm sát thương phải chịu xuống 30%, giúp cho đạo quân CM kẹp SCBO đã trâu nay còn trâu hơn. Các bạn lại có thêm thưởng rất là nhiều tốc độ diễu hành bộ binh, chỗ này tăng thêm 15%, rồi tốc độ diễu hành khi ở ngoài lãnh thổ liên minh được cộng thêm 10% nữa, tổng cộng ở đây là 25%. Con CM khi các bạn max skill nó để được tăng thêm 20% tốc độ hành quân nữa, tổng cộng ở đây là 45% tốc độ hành quân, cực kỳ nhanh luôn nha các bạn. Cặp đôi này vừa trâu bò vừa chạy nhanh, vậy mà đam cũng to nữa nha các bạn. Cái skill của con CM này nó sẽ tăng 30% sát thương. Tới lượt con SCBO ra skill thì cái hệ số đam 2000 của con SCBO sẽ được hưởng chọn cái boost tăng 30% từ con CM. Và cái skill của con SCBO lại là skill đam AOE chứ không phải là đơn mục tiêu. Con CM không có đam AOE thì con SCBO này sẽ có đam AOE để bù trừ vào khuyết điểm của con CM. Nói chung CM kẹp với lại SCBO giống như kiểu là công thủ tàn diện mà còn chạy nhanh, đánh nhanh, rút nhanh y như kỵ binh vậy đó. Cặp thứ ba mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Saladin kẹp với lại con William. Một số bạn có độ cống hiến tốt, kill point cao, đánh nhau nhiều sẽ có thể được vua sắp xếp cho lấy tượng con Saladin thông qua event thống đốc hùng mạnh. Nếu các bạn đã có sẵn con Saladin thì không ngần ngại gì lên thêm con William nữa nhé. Cặp này khá là bá đạo, nó là một cặp tướng rẻ nhất, tốn ít chọc cam nhất mà vẫn có thể đạt được hơn 90% sức mạnh. Saladin và William có thể nâng tạm ở mốc skill là 5551 ở cả hai vị tướng. Với skill 5551 đã đủ để chơi rồi, về sau dư giả thì có thể max luôn skill của con William cho tối ưu. Cặp này có khả năng làm chậm cực kỳ bá đạo. Trong đội hình của các bạn có bộ binh sẽ rất cần Saladin và William để làm chậm chân địch cho những cái đạo quân khác của các bạn có thể xả đam. Con Saladin khá là trâu bò, ít bị target hơn những con tướng khác. Cùng với lại bản talent có cái táp hỗ trợ này sẽ giúp cho đạo quân này cực kỳ trâu trên chiến trường Open Field. William có một skill cực kỳ ăn tiền, đó chính là sát thương tăng thêm từ hiệu ứng tăng sát thương kỹ năng của mục tiêu sẽ bị vô hiệu hóa. Mặc dù đam của con William chỉ có 1500 thôi, nhưng mà nhờ có debuff này,
sẽ giúp cho William gần như là một vị tướng bắt buộc phải có trong những trận giao tranh lớn. Kill thứ tư của con William lại boost thêm nổ cho đồng minh, giúp cho đạo quân ra skill nhanh hơn, kết thúc kẻ địch nhanh hơn. Cặp thứ tư mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Boudica Brime kẹp với lại con Yi Songgi. Mình chọn con Boudica vì con Boudica có trong vòng quay may mắn, các bạn có thể dễ dàng sở hữu. Còn con Nebu á, nó cũng rất là mạnh, nhưng mà con Nebu nó lại ở trong cái event thống đốc, các bạn sẽ khó sinh hơn. Mặc dù vậy, con Nebu các bạn cũng có thể kiếm được tượng của nó thông qua chìa khóa vàng thần hiệu. Nebu được một cái đam rất là to, đam AOE rất rộng, nhưng bị mất đi một skill rally. Khi đánh nâu bình phiêu, Boudica sẽ tối ưu được hết tất cả skill. Nhược điểm đam đơn mục tiêu của con Boudica sẽ được bù trừ bởi cái skill của con Yi Songgi có đam AOE hình tròn rất là rộng luôn nha. Cái skill thứ tư này của con Yi nó tăng thêm sát thương kỹ năng 50%. Cái boost này vẫn có tác dụng làm tăng thêm đam cho skill của con Boudica. Boost bảo tàng của con Yi tăng thêm 10% phòng thủ, cũng sẽ giúp cho đạo quân Boudica kẹp Yi trâu thêm được một tí. Boudica sẽ ra skill trước, làm cho kẻ địch bị một cái debuff, đó là tăng sát thương kỹ năng phải chịu lên 35%. Đến khi con Yi tung skill ra đam đỏ sẽ đau hơn, địch bị cắt máu nhanh hơn. Boudica kẹp Yi sẽ không sợ bị kẻ địch câm lặng, vì chuyên môn của Boudica có 80% hóa giải hiệu ứng câm lặng đến từ Quang Vũ. Còn Nebuji, nếu kẻ địch có quá nhiều hiệu ứng câm lặng, không ra skill được, sẽ là một bất lợi rất là lớn của cặp đôi Nebuji. Thực ra Nebuji hay là Boudica Yi đều 1-9-1-10. Boudica là tướng đời mới nên mình sẽ nghiêng về Boudica hơn. Vả lại là debuff của con Boudica ở skill đầu tiên này rất là ngon nha. Nếu không sử dụng trong đội hình thì quá là hoang phí. Cặp cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Alexander Nevsky kẹp với lại con Juan Brime. Hai vị tướng này có trong vòng quay may mắn rất là dễ sở hữu. Trong 5 cặp tướng mà mình kiến nghị cho các bạn, chỉ có duy nhất cặp này là không kế thừa bất kỳ vị tướng nào từ K2, K3. Và đây cũng là cặp tướng mạnh nhất trong đội hình này luôn đó. Con Nevsky đam to, debuff khủng, có rất là nhiều chỉ số tăng tấn công, phòng thủ và sức khỏe. Nevsky ra skill xong sẽ kích hoạt cái boost tăng 60% đam đỏ đến từ skill thứ tư, làm cho hệ số đam 4000 của con Chuan được khuếch đại lên rất là nhiều luôn. Skill của con Chuan lại có thưởng sát thương cho đồng minh, boost nổ cho đồng minh và boost nổ cho chính bản thân đạo quân của con Chuan luôn. Điều này sẽ giúp cho đạo quân của các bạn ra skill nhanh hơn. Khi các bạn dùng cả 5 đạo quân swarm kẻ địch sẽ kích hoạt được cái hiệu ứng trừ 45% thủ của con Nevsky lên kẻ địch. Sau đó con Juan Brime tung skill lên, chẳng mấy chốc kẻ địch lại méo mặt về nhà. Mình đã bỏ qua con hạng vũ và chọn con Nevsky không phải vì hạng vũ yếu nha, mà là vì hạng vũ thường xuyên bị target. Hạng vũ ra skill rất là nhanh, đam to, debuff AOE cực khủng, vì vậy nó luôn là mục tiêu đầu tiên bị giết trước. Dù là sau này đã ra thêm nhiều tướng khác đam to hơn như là Nevsky, Juan Brime, nhưng mà khi đánh nhau thực tế, cứ 10 người chơi là có hết 8-9 người đè đầu con hạng vũ ra đập trước. Mục tiêu video clip này của mình là tiết kiệm, nên là mình sẽ quyết định chọn Nevsky thay cho hạng vũ. Nếu có điều kiện mở khóa 6 đạo quân thì chắc chắn mình sẽ cho thêm con hạng vũ vào trong đội hình nha. 5 đạo quân mình vừa giới thiệu cho các bạn không hề yếu đâu. Bạn nào vừa muốn tiết kiệm tận dụng được những con tướng đã có sẵn từ K2, K3, vừa có một cái lượng sức mạnh ở mức độ tương đối là mạnh, thì có thể tham khảo video clip này nha. Skin nhà thì mình vẫn kiến nghị cho các bạn là nên dùng skin nhà hoàng hôn buông xuống nha, để có thêm tăng 5% sát thương đam đỏ. Quốc gia thì các bạn có thể chọn nước Pháp để tiết kiệm tăng tốc khi đánh nhau. 10 vị tướng trong video clip này mình xây dựng dựa trên tiêu chí là tận dụng, tiết kiệm những vị tướng có sẵn ở KVK2, KVK3. Chúng ta tận dụng được con Saladin, con CM, con Alex và cả con Yi Songgi. 4 vị tướng đến từ K2, K3 đều có thể tận dụng được ở trong cái đội hình này. Tính tổng cả 4 vị tướng này là cũng hơn 2000 chọc cam rồi, mà 5 đạo quân của các bạn cũng chẳng yếu hơn là bao nhiêu so với lại 5 đạo quân hủy diệt ở video clip trước mình đã giới thiệu cho các bạn. Tất nhiên không thể hủy diệt mục tiêu nhanh giống như là 5 đạo ở video clip trước mình giới thiệu, nhưng các bạn có thể tiết kiệm được 2000 chọc cam là một con số rất là lớn luôn đó. Bây giờ tướng chỉ là một phần phụ thôi, quan trọng nhất vẫn phải là trang bị. Trang bị ngon, trang bị ghi cam, có talent, tự nhiên các bạn đánh nhau sẽ cảm thấy nó khác hẳn. Hiện nay cứ cách vài tháng là sẽ có một con tướng mới xuất hiện. Trong số 10 vị tướng mà mình giới thiệu cho các bạn, có một số con mình dự đoán là có thể sẽ lạc hậu dần đó.
ví dụ như là con Saladin, con CM và con Alex. Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn có thể tạm sử dụng được 3 vị tướng này, nhưng khó có thể đảm bảo nó không bị lạc hậu. Với cái đà tướng mới ra liên tục như hiện nay thì sớm muộn những con tướng cũ nó cũng sẽ bị đào thải dần dần thôi. 3 vị tướng Saladin, CM và Alex các bạn có thể sử dụng từ KVK2, KVK3. Dù cho nó bị lạc hậu một chút ở KVK mùa chinh phạt, mình thấy nó cũng xứng đáng mà. Nếu các bạn chưa tích đủ chọc cam để chạy theo meta của những con tướng mới thì các bạn có thể lựa chọn là bay về K2, K3 chơi thêm một lần nữa. Vậy thì các bạn sẽ có rất là nhiều thời gian để tích chọc cam rồi. Điểm sáng nhất của năm đạo quân ở trong video clip này là các bạn có thể tận dụng được tối đa những con tướng cũ, tiết kiệm được hơn 2.000 chọc cam, lời hơn người ta rất là nhiều luôn đó. Ok, thì video clip này của mình tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.